Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị Thông qua những trò bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng mơ hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Phúc báo nào đang réo tên bạn và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở Và chia nhận những thông tin nào có liên kết với bạn hay ha Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài Đây là tụ 1 Tụ 2 Và tụ 3 ha Rồi mình sẽ mời các bạn cùng chọn tụ Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi phúc báo nào đang réo tên các bạn. Và đây những ra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. đây mình thấy các bạn tụ một là những người đang trải qua những tổn thương, những đau đớn, những đau buồn trong chuyện tình cảm. ha có rất là nhiều bạn bị phản bội, bị bỏ rơi hoặc là không được đối xử tốt. À. ngoài ra một số bạn có thể là bị người khác gọi là dùng những lời nói khắc nghiệt ảnh hưởng đến tinh thần của các bạn. nhưng mà đa số là mình thấy một số bạn là có những cái tổn thương về tình yêu là nhiều. các bạn là những người luôn mong ước có một cái tình yêu đẹp đến với mình hoặc là một số bạn các bạn rất là mong ước có một cái tình yêu đẹp, của bà có một cái cuộc sống thoải mái dư giả về vật chất tiền tài, các bạn khao khát được một cuộc sống như vậy, nhưng mà có thể là có một số bạn chưa đạt được cái điều này, ha, bạn luôn ước mơ và hy vọng và mình thấy dường như có những cái biến cố, có những điều gì đó diễn ra khiến cho bạn cảm thấy không có còn tin tưởng nữa, đôi khi bạn rất là lạc quan kỳ vọng ha, nhưng mà bây giờ dường như có một số bạn các bạn cảm thấy có sự lạc lõng các bạn cảm thấy mọi thứ nó có vẻ chống lại các bạn Hoặc là bạn cảm thấy uh, những gì mà mình cố gắng không có được cái kết quả tốt như bạn mong đợi Có một số bạn các bạn có một sự gọi là không còn quá những cái sự tin tưởng lạc quan yêu đời nữa Hoặc là các bạn hiện tại có khả năng là các bạn không có còn kỳ vọng nhiều quá nữa Các bạn có thể là đang rất là mong muốn được uh, rời khỏi một cái tình huống nào đó Có thể một số bạn các bạn muốn... Uh, À, không còn muốn yêu nữa hoặc là bạn không có còn quá gọi là mong ước nữa mà các bạn chỉ có một cái sự gọi là muốn được uh, tinh thần của bạn ổn định trở lại cân bằng trở lại hoặc bạn muốn rời xa những tâm tối những tổn thương những đau đớn ha các bạn muốn được bình yên ừ. một số bạn dạo gần đây là hơi ủ rủ mệt mỏi và cũng không có muốn làm gì hết có thể là do có quá nhiều những cái điều thăng trầm đã đến với cuộc sống của các bạn khiến các bạn mất đi cái niềm tin lung lay cái ý chí ừ. Hoặc có một số bạn đã rời khỏi tình yêu, rời khỏi hôn nhân hay bất cứ điều gì nó khiến cho bạn cảm thấy vô cùng bị tổn thương và có thể bạn cần rất là nhiều thời gian để hồi phục lại cân bằng lại tinh thần và năng lượng của mình hoặc có thể năng một số bạn sắp tới các bạn sẽ có sự chuyển nhà chuyển chỗ ở ha um, có thể các bạn không có còn phù hợp ở một cái vị trí cũ nào đó hoặc là một cái công việc cũ hoặc là một cái nơi ở cũ có thể nó có quá nhiều cái sự gọi là đau đớn tổn thương cho nên các bạn rất là muốn rời khỏi cái tình huống đó À, và có thể là các bạn cũng mong mong muốn có một cái sự tự do cho chính mình ừ. không có còn muốn bị ràng buộc hoặc là bị người khác coi thường hoặc là có sự gọi là kinh khi hoặc là à, ở trong một cái hoàn cảnh khiến mình cảm thấy vô cùng gọi là đau đớn tổng ừ. hại về sức khỏe lẫn tinh thần ha mình thấy như vậy rồi à, để mình xem bát phúc báo nào đang réo tên các bạn tuần một ha Cái thông điệp nó rất là liên kết các bạn, các bạn hãy cân bằng đi ha, bởi vì mình thấy có khả năng là có những cái điều tốt đẹp nó đang đến với các bạn. Khi mà bạn có thể rời bỏ những cái căng thẳng nghiên áp lực hiện đang gọi là tồn tại trong cái cuộc sống của mình. à Ở đây mình thấy các bạn trải qua những tổn thương, ha, những đau đớn, buồn bã. Các bạn sẽ có được hạnh phúc nè. Phúc báo đang réo gọi các bạn đó là sự hạnh phúc. ha, ừ. Đây là thời điểm mà các bạn nên gọi là nhớ về những cái điểm mà khiến bạn cảm thấy hạnh phúc thật sự. À, và tận hưởng những cái niềm vui đơn giản trong cuộc sống của mình. Để bạn có thể gọi là có được những niềm vui đơn giản, nho nhỏ. Nhưng mà nó lại thu hút được những cái niềm vui to lớn hơn đến với các bạn. Khi mà bạn có thể thay đổi được cái tinh thần và cái tư duy của mình hãy hòa mình vào thiên nhiên nhiều hơn hãy lắng nghe tiếng chim hót nhiều hơn hoặc là có sự gọi là gắn kết với cây cối để cảm nhận được sức sống của nó ừ. và bạn sẽ có một cái sự gọi là cảm thấy hạnh phúc với những cái vẻ đẹp của thiên nhiên ha, giống có trong cuộc sống của các bạn ừ. và hãy hít thở là sâu ha, và tràn ngập cái niềm vui hạnh phúc trong cơ thể của mình đã đến lúc các bạn phải rũ bỏ cái lớp bụi bám trên các giác quan các bạn và trở nên sống động với cái niềm vui cuộc sống hơn ừ đó là cái món quà quý giá cần được trân trọng yêu thương và trải nghiệm một cách trọn vẹn nhất ha. các bạn sẽ nâng cao được cái thể chất cái sức sống và sự sáng tạo của các bạn đây là lúc cho những cái suy nghĩ sáng tạo mới bạn hãy buông bỏ những cái ràng buộc cũ những cái mệt mỏi và đón nhận những cách sống mới và hãy bắt đầu một cái chế độ luyện tập mới ha. bạn có thể là nên tập thể dục hoặc là di chuyển cơ thể ha, một cách linh hoạt ừ để bản thân của mình được dẻo dai, được tỉnh táo và sáng suốt nhất. Hoặc là bạn nên dành thời gian để viết nhật ký nè, hoặc là bắt đầu một cái dự án nào đó, hoặc là thể hiện được cái sự sáng tạo khéo tay của mình trong một cái lĩnh vực nào đó chẳng hạn. Hãy thử một cái gì đó mới mẻ hơn. Và có thể một số bạn, các bạn sẽ có một cái sự đón nhận những cơ hội mới, công việc mới, cách thức mới trong cái phương thức làm làm việc của mình và trải nghiệm cuộc sống này theo một cách mới các bạn có khả năng tạo nên những sự độc đáo riêng cho cuộc sống của mình ha? hãy vui tươi và sáng tạo khi mà bạn đối mặt với những cái thử thách trong cuộc sống và hạnh phúc sẽ là phần thưởng của các bạn và cái thiên thần đang mang đến cho bạn cái sự can đảm ha cái can đảm để bạn có thể đối mặt với bất kỳ những cái thăng trầm những cái thử thách những cái xung đột nào đó trong cuộc sống của mình bạn là một người bất khả chiến bại ha? bạn là một người có sức mạnh bên trong lẫn bên ngoài ha hãy nâng cao cái lòng dũng cảm của mình và đừng sợ hãi trước những cái phiền muộn gì đó trong cuộc sống của bạn và hãy có sự đối mặt với những cái chứng nghiện ngập của mình hoặc là những cái điều gì đó khiến mình cảm thấy chần chừ lo lắng hoặc là chán nản ha đây là thời điểm mà các bạn có sự nghiên cứu sâu hơn về cái nội tâm của các bạn giải phóng những cái căng thẳng và những cái tắc nghẽn đồng thời cho phép cái sự chữa lành và ánh sáng nó tràn vào ha các bạn sẽ có được cách nhìn nhận khác ha, để bạn có thể có được một cái um, sự gọi là linh hoạt với cuộc sống này ngoài ra thì mình thấy các bạn sẽ nâng cao được cái sức mạnh bên trong lòng chất ẩn và tình yêu thương nhiều hơn những công cụ này mạnh hơn bất kỳ loại vũ khí nào ha. hãy cầu xin các thiên thần giúp cho các bạn luôn mạnh mẽ và không sợ hãi và luôn giữ vững cái lập trường của mình. Ừ. Các bạn đang được gia tăng được cái niềm đam mê, sự hứng khởi ha, để bạn có thể gọi là đốt cháy cuộc sống của mình với cái niềm hạnh phúc, à, sự sáng tạo và sự gọi là mạnh mẽ. Ừ. Đây là thời điểm mà các bạn có sự gọi là có được cái động lực thúc đẩy bạn hướng tới một cái cuộc sống giàu có và trọn vẹn các bạn đang đánh thức được cái con sư tử của mình, ha, sư tử bên trong các bạn và nâng cao cái sự can đảm, can trường của bạn và cảm nhận được sức mạnh của chính mình. Các bạn được khuyến khích hãy có một cái sự kết nối với gia đình của mình nhiều hơn với những người gọi yêu thương các bạn nâng cao tinh thần cho các bạn hoặc làm việc cùng với những cái người khác, những người có suy nghĩ nhạy bén trong cái thời đại, thời đại đang thay đổi này hãy thử một cách tiếp cận mới ở một cái góc độ khác trong cái cách suy nghĩ trong cái cuộc sống của các bạn các bạn đang được ân trên ban đến cho các bạn những món quà của sự biến đổi à, đừng ngại thực hiện cái sự thay đổi bạn có thể sẽ cảm thấy rằng cái ngọn lửa tinh thần và niềm đam mê của mình gần như đã bị dập tắt bởi những cái áp lực những sự sao nhãn những cam kết của cuộc sống nhưng nó sẽ không bao giờ tắt giống như những cục than hồng nó đang lụi tàn của một cái ngọn lửa thì À, nó sẽ từ từ ha có một cái sự bùng lại ha một khi mà bạn đã tìm thấy được cái ánh sáng nguyên thủy của mình rồi bạn hãy nhẹ nhàng thổi những cục than hồng đó cho đến khi nó bùng cháy hãy cho phép cái ngọn lửa nó cháy sáng hơn và hãy trở thành ánh sáng và sự ấm áp mà bạn tìm kiếm ừ, hãy để bản thân của mình trở thành một ngọn lửa đam mê cuộc sống bạn sẽ thấy rằng bạn thắp sáng thế giới xung quanh mình và bất cứ nơi nào bạn bước đi và thế giới của bạn nó sẽ bừng sáng hơn. Và hãy biết rằng những cơn mưa nó sẽ không làm giảm đi cái ngọn lửa của bạn và những cơn mưa khác sẽ không làm tắt đi cái niềm đam mê rực rỡ của bạn. Các bạn được ơn trên mang đến cho bạn những niềm vui, những sự vui mừng trong cuộc sống của mình và bạn sẽ tìm thấy được những cái điều kỳ diệu. À, thông qua những cái sự phấn khích này. Và giấc mơ của bạn sẽ trở thành sự thật ha. À, các bạn đang được ơn trên ủng hộ trợ lực cho các bạn rất là nhiều để có thể biến ước mơ của mình cho thành thực tế. Ừ. Các bạn đừng nhắc nhở rằng những cái hình ảnh, những trí tưởng tượng và giấc mơ của bạn là một phần của một cái khuôn mẫu hoàn hảo. À. Chúng khuấy động bên trong bạn để giúp cho bạn tìm ra con đường của mình. À, các bạn đang được ăn trên gửi cho bạn những cái điều phù hợp, những cái hướng dẫn để bạn có thể thực tế hóa giấc mơ của các bạn. Hãy dành thời gian tĩnh tâm nhiều hơn để bạn có thể hứa nghe được những hướng dẫn từ ân trên thông qua trực giác một cách rõ ràng hơn. Một khi mà món quà của giấc mơ đã bộc lộ đầy đủ thì nó có thể tỏa sáng trong cuộc sống của bạn và mang lại cho bạn ý thức về mục đích. À, hãy trân trọng những giấc mơ, Do ân trên ban tặng à, và dành thời gian để có thể hiểu và thực hiện à, những cái điều mà bạn có được cái sự mách bảo trong giấc mơ hoặc là dành thời gian để tập trung lên kế hoạch để thực hiện cái ước mơ của mình. Ừm các bạn đang được ơn cho phát triển và làm phong phú thêm cuộc sống của các bạn đó, bạn đang được nhắc nhở ha hãy cân bằng, à, hãy cân bằng cái sự gọi là ánh sáng và bóng tối trong cuộc sống của bạn, cân bằng giữa cái việc hoạt động và nghỉ ngơi, cân bằng giữa việc làm và cái sự vui chơi của mình. Đây là thời điểm mà các bạn cần phải dành cho bản thân mình một cái khoảng thời gian lùi lại để cân bằng cái sức sống, nâng cao cái sự gọi là trẻ hóa. Các bạn đang được khuyến khích hãy nhìn thấy bản thân của mình à, trong những cái khoảng thời gian các bạn đã trải qua. Và rút kinh nghiệm về những gì đã trải qua và có sự gọi là thay đổi để bản thân của mình trở nên trưởng thành hơn. Ừm. Uhm. Đôi khi nhờ có những cái bóng tối trong cuộc sống của bạn thì cái ánh sáng bên trong của bạn nó mới thực sự tỏa sáng à, để bạn hiểu bản thân bạn hơn ừ. từ đó bạn có thể đi sâu khám phá nhiều hơn những cái năng lực tiềm tàng hoặc là phát huy được cái sức mạnh của mình để có thể thay đổi được những cái hoàn cảnh những tình huống gì đó mà khiến cho bạn cảm thấy vô cùng gọi là um, cùng cực ha ở đây một cái lời nhắc nhở ha à, khuyến khích từ ơn cho dành cho các bạn đã đến lúc rồi đó đã đến lúc phước báo của bạn ha, được gọi là ngập tràn trong cuộc sống của bạn hoặc là đã đến lúc các bạn bước vào cái giai đoạn gọi là được truyền cảm hứng để có thể thực hiện cái giấc mơ của mình các bạn đang được đánh thức à, khi mà bạn đang ngủ say à, trong cái sự gọi là mù mờ trong cuộc sống các bạn đang được kêu gọi ha, hãy bắt đầu thức tỉnh thức thức dậy bởi vì mọi thứ đang, phát, đang bắt đầu phát triển ừ. Bạn được kêu gọi hãy phát huy hết cái tiềm năng của mình và các bạn đang được đánh thức lại và kích hoạt những ước mơ và kế hoạch của các bạn. Sự khuấy động này nó có thể bắt đầu nhỏ và dần dần hình thành ha, lớn hơn. Như một cái mũi tên rực sáng để có thể đốt cháy cái ngọn lửa sáng tạo của bạn trong cơn phấn khích. À. Các bạn đang được khuyến khích khả năng sáng tạo của mình và xua tan cái trạng thái thờ ơ buồn tẻ có thể khiến cho bạn bị mắc kẹt trong một cái thế giới mùa đông tĩnh lặng ha và bạn sẽ được truyền cảm hứng nhiều hơn thông qua những người bạn gặp những cái quyết nhân hoặc là thông qua cái niềm tin là sự lạc quan của bạn được dân trào trở lại bạn hãy tập thể dục nhiều hơn để mình có thể gọi là trở nên tinh tấn vui vẻ và có sự gọi là phấn đấu cho một cái tương lai mà bạn mong muốn hãy tỉnh dậy ha để chào đón ánh bình minh được sáng các bạn sẽ có những cuộc gặp gỡ và những cái tình huống mới à, và có được những cái cơ hội cho bạn có sự phát triển à, và cái việc gọi là nhận ra và có sự gọi là nắm lấy chúng được hay không là tùy ở các bạn nữa. À, bạn có cái sự hành động có sự chủ động hay không. Bạn hãy để ơn trên thắp sáng cái cuộc sống của bạn và nâng cao cái nguồn cảm hứng của bạn. À, hãy cầu xin với các ngài nhiều hơn để các ngài có thể truyền cái ngọn lửa nhiệt quyết cho các bạn để bạn có thể tỉnh thức hoàn toàn và hãy có một cái sự tinh thần sẵn sàng sống hết khả năng của mình tận dụng triệt để những gì mình có để có thể tạo nên những cái kỳ tích ha cho bản thân có một câu nói rất là hay nếu như kỳ tích nó không chiếu cố các bạn thì bạn hãy biến bản thân mình trở thành một kỳ tích ha và trong thời điểm này các bạn đang được ơn trên ban cho bạn rất là nhiều những cái sự nhận thức. và cái sự tinh tế, tinh khôn, trực giác nâng cao ha. Thỉnh thoảng đôi khi có thể là bạn nên có một cái sự biết dừng lại để điều chỉnh các trực quan của bạn để mọi thứ hòa làm một. Hãy lắng nghe trái tim của mình, tiếng nói nội tâm của mình, cảm giác cơ thể mình. À, vì thông điệp của ơn trên có sự gọi là chứa đựng nhiều sự thật hơn là những cái suy nghĩ quá logic các ngài sẽ dẫn các bạn vượt um, qua được những cái chướng ngại vật và cảnh báo cho các bạn về những cạm bẫy và những con đường sai lầm đồng thời tiết lộ cho các bạn những cái con đường thú vị hơn à. và bạn được khuyến khích là ở hiện tại có thể một số bạn các bạn đang cảm thấy rất là chán nản thất vọng à, về những cái tình huống hoặc là những cái điều kiện gì đó nó đang diễn ra nó đi ngược với cái cái ý muốn của các bạn tuy nhiên các bạn được khuyến khích hãy chấp nhận đi hãy hít thở thật, thật sâu uh, những cái suy nghĩ cảm xúc các bạn hãy xem nó như những bong bóng trên bề mặt cuộc sống ừ. cuối cùng nó cũng sẽ bị nổ ra và được thay thế bằng cái khác thôi à. đây là thời điểm mà các bạn có sự gọi là biết chấp nhận hoàn cảnh của mình và tập trung vào cái việc gọi là cố gắng ha thay đổi tư duy của mình để có thể biến hóa hoặc tạo ra những cái phương thức mới những cách thức mới trong cuộc sống hoặc những cơ hội mới cho chính mình bởi vì từ sâu thẳm cái sự chấp nhận của bạn thì những giấc mơ những hy vọng và hạnh phúc sẽ lại được tái sinh một lần nữa à. các bạn đang được ban cho cái món quà của sự tái sinh à, cuộc sống này nó sẽ đi theo một cái quy luật à, kiểu như là sinh lão bệnh tử ha. tới tử rồi tới sinh cho nên là những cái gì chết đi những cái gì thay đổi trong cuộc sống của bạn lại được mang đến những cái mới tốt hơn à. Phúc báo nào đang ráo tên các bạn. À, công bằng công lý được thực thi trong cuộc, cuộc sống của các bạn nha. Các bạn có lá là Justice nè. Những gì mà mất mát sẽ được bền bù cho các bạn. Cho nên các bạn không cần phải lo lắng. À, à, bạn nào mất tình yêu thì sẽ được tình yêu. Bạn nào mất tiền bạc thì có được, được tiền bạc. Hoặc là được những cơ hội để bạn có thể gia tăng tài chính của mình cho nên là đừng cảm thấy thất vọng về những gì đã trải qua đừng phán xét đừng phê bình đừng chỉ trích nữa hãy dành thời gian để tự ngẫm nghĩ về cuộc sống của các bạn tại sao mình lại gặp phải những tình huống như thế này à, mình cần phải khắc phục bản thân ra sao để tương lai mình sẽ không có một cái sự gọi là bị ảnh hưởng hoặc là bị gọi là lặp lại cái bài học này nữa À, mình thấy có thể một số bạn các bạn cũng có những cái nỗi sợ những cái bóng đêm do chính bạn tạo nên đó bạn chỉ có những cái trí tưởng tượng đó độc đáo nhưng mà bạn không biết uh, tận dụng nó cho cái công việc sáng tạo mà các bạn có sự gọi là dùng nó để cho um, khiến cho bạn cảm thấy lo lắng sợ hãi hơn thì thời điểm này hãy dẹp tan nỗi sợ ha đối mặt với nó mình sợ cái gì tại sao mình lại sợ nó mình phải giải quyết nó như thế nào mình sợ uh, cuộc sống của mình không đủ đầy mọi thứ nó sẽ không có sự gọi là phát triển hoặc là tiền bạc của mình sau này không có thì bây giờ thời điểm mình phải tìm tìm kiếm việc làm à, và mình phải học cái gì để có thể nâng cấp bản thân để có thể gọi là nắm bắt được những cơ hội đến với mình chứ không phải ngồi đó cứ sợ hoài là có khả năng cuộc sống của bạn nó sẽ bị gọi là tắt liệm luôn đó ừ. một số bạn ở đây thì mình thấy là các bạn cái trạng thái hoặc cái suy nghĩ mà gọi là chán cuộc đời hoặc là cảm thấy tự ti cảm thấy thiếu thốn nó chính là kẻ thù các bạn đó. nó khiến cho cuộc sống của bạn nó bị gọi là ụp lại nè à, không có sức sống không gì có thể chạm vào các bạn được hoặc là những cái phút lành dồi dào nó không thể đến với các bạn được bởi vì bạn đã bao phủ bản thân của mình bởi một cái lớp kiến nó rất là dày vì có các bạn là hãy có sự gọi là khai thông nó bằng lòng biết ơn à, đón nhận trân trọng những gì bạn đang có à, trân trọng những gì mà bạn cảm thấy hạnh phúc à, bạn đang nắm giữ thậm chí một cái niềm vui nho nhỏ thôi cũng được bởi vì nó sẽ giúp cho bạn có thể khai mở lại cái dòng thịnh vượng ha được tôn tràn trong cuộc sống của các bạn ừ. ở đây thì mình thấy các bạn sẽ có được một cái tình yêu ngọt ngào ha một cái người chân thành hơn đối với các bạn thậm chí là một số bạn sẽ có thể là một cái đối tượng mà có tiềm năng kết hôn cao à ngoài ra một số bạn sẽ có được cái sự độc lập cho chính mình nếu như các bạn đã từng tổn thương bị khinh thường coi rẻ gì đó thì ơn trời mang đến cho bạn những cơ hội để bạn có thể làm lại cuộc đời thay đổi cuộc sống một cách ngoạn mục nhất và có cũng có cuộc sống gọi là nhiều tiền nhiều bạc à, à, có được một cái cuộc sống thoải mái làm công việc mình yêu thích à, và có sự gọi là giàu có đủ đầy ừ. và nó phát triển bền vững và ổn định thậm chí một số bạn có thể là sẽ mua nhà mua cửa gì đó à, và cho người ta những người coi thường các bạn một pha gọi là À, giật mình khiếp vía <laughs> kiểu vậy. Ừ. Ngoài ra ở đây thì mình thấy là các bạn cần phải nỗ lực, ha, phải chăm chỉ, phải học hỏi, phải cầu tiến nữa. Mọi thứ sẽ đến với bạn nhưng mà tùy thuộc ở các bạn, các bạn gọi là ứng dụng nó như thế nào, vận dụng nó như thế nào. Ừ. Ngoài ra thì mình thấy có một số bạn á, các bạn nên hạn chế cái sự chỉ trích ha, sự sân si, sự gọi là À, coi thường hoặc là có sự gọi là phán xét người khác bởi vì các bạn dành quá nhiều thời gian để làm cái điều này thì bạn đang hút cái nguồn năng lượng cực kỳ xấu đến với mình và những nguồn năng lượng này nó sẽ khiến cho cuộc sống của bạn bị rơi bởi tắc gieo nhân nào gặp quả đó đó bạn gây cái điều gì tai hại cho người khác bạn gây tổn thương cho họ thì bạn sẽ có cái bài học y chang vậy nhưng mình nó lại khiến cho bạn đau đớn gấp nhiều lần thậm chí gấp ba lần à cho nên các bạn cần phải rời khỏi những cái điều không tốt không hay ừ. Chỉ, uh, chủ yếu tập trung bản thân gia đình và cuộc sống mục tiêu của mình thôi, Thay đổi cuộc sống mình tốt hơn thôi. Còn những cái điều khác người khác như thế nào họ ra làm sao thì mình đừng có quan tâm quá nhiều. Mình hãy có một sự nhìn nhận ha, họ làm được ít gì ha, hoặc là những cái điều họ làm có có cái lợi là ít gì hay không hoặc là có những cái điều gì đó không tốt để mình có thể gọi là phòng ngừa và tránh xa nữa, mình không có làm đó. Chứ mình không có nên gọi là hù theo người khác để có thể gọi là um, dành thời gian quá nhiều cho những cái người họ làm điều sai trái, sai quấy. Um, bởi vì ai không phải ai cũng hoàn hảo, cho nên là đôi khi um, các bạn nên tập trung vào chính mình thì sẽ hay hơn và tránh đưa ra những lời nói tiêu cực đến những cái trường hợp xung quanh cuộc sống của các bạn. À, chuyện gì cũng có pháp luật giải quyết hoặc là chuyện gì cũng có luật nhân quả. Ai làm điều xấu thì sẽ gặp cái quả xấu thôi. Cho nên vì các bạn là tránh à, nói ra những lời nói không hay tiêu cực bởi vì nó sẽ ám ảnh trong cuộc sống của các bạn đó thời điểm này là thời điểm phải nói lên những lời khẳng định tích cực vui vẻ vui tươi yêu đời biết ơn những gì mình đang có thậm chí cái khả năng mình đang ở trong cái tình trạng xấu nhất thì mình cũng có thể gọi là biết ơn những gì gọi là tuyệt vời nhất giống như là mình đang khó khăn nhưng mà mình vẫn biết ơn bởi vì mình vẫn còn có thể thở à, còn thở là còn gỡ ha, kiểu vậy vẫn còn những cơ hội phía trước chỉ là do cái suy nghĩ nông cạn hoặc là do cái nỗi sợ, sự yếu đuối các bạn mà các bạn không mới dám thay đổi bản thân thôi. À, do chính nỗi sợ do chính các bạn tạo nên nè. À. Vì của các bạn là phải giải quyết nỗi sợ của mình, ha. tập trung vào cái điều chính yếu và thực hiện nó bắt tay vô hành động và sống một cuộc sống gọi là ngoan cường, trung thực, vững chắc và luôn sống tốt trời xanh tự an bài cho các bạn. thì mình thấy những phút bát tốt đẹp đang đến với các bạn. À, à. và những người làm tốt thì sẽ được thưởng còn những người làm việc không tốt thì sẽ bị phạt À, nó dễ dàng như vậy đó cho nên hãy cố gắng làm việc tốt việc thiện lành nha à. trong thời gian tới các bạn sẽ thấy được rất là nhiều điều à, mang tính uh, nghiệp quả rất là cao ha những người gọi là làm sai pháp luật hoặc làm điều gì sai quấy với người khác họ sẽ phải gặp những cái quả đắng để cho họ gọi là uh, rút kinh nghiệm Và có một cái bài học sâu sắc nhất cho cuộc sống của mình như vậy Rồi, à, mình xin kết thúc các bạn tuần 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi phúc báo nào đang réo tên các bạn. Và đây những ra bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chia nhận những thông tin nào có liên kết với bạn ơi ha. Rồi, mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. bàn tụ hai là những người đang trong giai đoạn gọi là đón nhận những cái điều mới ha giống như những cánh án mùa xuân mang đến cho bạn những cái cảm hứng mới trong cuộc sống của mình có những cái sự gọi là phát triển hoặc là có thể là bạn đang học hỏi phát triển những cái điều mới mẻ hơn hoặc là có một số bạn có thể năng là trong năm nay các bạn toàn là sử dụng đồ mới thôi những cái đồ cũ thì có thể là bạn sẽ cho ai đó hoặc là bạn sẽ có sự dọn dẹp nó để bạn có thể sử dụng những cái món đồ mới ha, đón nhận một cuộc sống mới một con người mới ha. Các bạn là những người rất là nhiệt huyết, rất là soi nổi, rất là tự tin Hoặc là một số bạn các bạn có cái khả năng ăn nói rất là chu toàn, rất là khéo léo, rất là linh hoạt và có khả năng thu hút người khác Các bạn càng tự tin thì các bạn càng thành công nha Nhưng mà tự tin chứ không phải tự phụ nha Việc của các bạn là phải nâng cấp những gì mà mình đang có ha Thậm chí có khả năng là cái vóc dáng bên ngoài Cái khí chất của các bạn, ha. cái kiến thức các bạn và cái trí tuệ các bạn và sự sáng tạo các bạn ha, sự vui vẻ hớn hỉnh các bạn, bởi vì các bạn có rất là nhiều tiềm năng để có thể trở thành một người nổi bật, ha, một người nổi tiếng hoặc là một người truyền cảm hứng cho người khác. một số bạn ở đây mình thấy có thể là bạn là một người rất là đam mê ha, đam mê trong cái sự nghiệp sáng tạo của mình hoặc là luôn muốn là đổi mới mọi thứ. À, theo cái sự độc đáo riêng của các bạn hoặc là có một vài bạn các bạn đã trải qua những tổn thương những mất mát trong tình yêu các bạn rất là mong muốn hy vọng có được một cái tình yêu chân thành một cái người thực sự yêu các bạn à, thấu hiểu các bạn ha và không bao giờ buông bỏ các bạn cái vậy một số bạn ở đây ở đã trải qua cái giai đoạn bị tổn thương rồi ha, bị mất mát rồi và có thể cảm thấy rất là lẻ loi cảm thấy cô độc hoặc là cảm thấy cuộc sống của mình hiện tại mọi thứ nó có vẻ gọi là bị chìm xuống à, mọi thứ nó không đi đúng theo cái mong muốn của mình bạn cảm thấy mình không có còn đủ những cái sự tự tin như lúc trước hoặc là bạn cảm thấy à, cuộc sống của mình nó bị thiếu ha? thiếu cảm xúc thiếu tiền hoặc là thiếu tinh thần à, có một vài bạn các bạn đang ôm mặt khóc vào đêm khuya và những cái điều mà bạn cảm thấy nuối tiếc trong quá khứ à, mình thấy là như vậy Tuy nhiên thì mình thấy có khả năng là sẽ có những cái điều gì đó mới mẻ đang đến với các bạn à, Có thể sẽ có những cơ hội ha đang được đổ dòng vào trong cuộc sống của các bạn Hoặc có những cái thông tin, tin tức gì đó được mang đến cho các bạn Và vũ trụ đang mang đến cho bạn nhiều cơ hội hơn nữa à, Một cái cơ hội chân thành gì đó đang mang đến cho các bạn Việc của các bạn là hãy ngừng trách móc bản thân hoặc là ngừng tổn thương Và hãy tập trung vào cái sự gọi là yêu bản thân của mình lạc quan tin tưởng thì bạn sẽ nhìn thấy được cái cơ hội cái món quà mà vũ trụ mang đến cho các bạn nè một cơ hội vàng nha ừ. à, cái lòng biết ơn trân trọng là những gì mà các bạn sẽ à, mở ra được cái nguồn thịnh dưỡng dồi dào hơn một số bạn có thể là mình không có được cái vấn đề tình cảm nó hạnh phúc nhưng mà mình còn được cái sự nghiệp hoặc là mình còn có khả năng gọi là biến đổi hoàn cảnh, thay đổi tình huống mình vẫn còn cơ hội để mình có thể gọi là xoay chuyển cuộc sống của mình. chứ mọi thứ nó chưa quá gọi là khắc nghiệt cùng cực như những gì mà bạn tưởng tượng đâu. ha, đâu đó vẫn còn gọi là ánh sáng cuối đường hầm cho các bạn. thì trong thời gian tới mình thấy sẽ có một cái gì đó sẽ tiến bộ vượt bậc trong cuộc sống của các bạn á. những gì mà bạn cần nó sẽ được mang đến cho các bạn nè. hoặc là những gì mà bạn đang gieo trồng nó sẽ phát triển. À, một cách nhanh hơn à, nó không còn ở trong cái trạng thái quá gọi là áp lực nữa đâu cho nên các bạn cân bằng lại và ngừng quán trách hoặc là ngừng tổn thương ừ. và các bạn được khuyến khích kiên nhẫn và kiên trì nha rồi để mình xem cây phúc báo nào đang gọi là xéo tên các bạn đây có rất là nhiều bạn à, hiện tại cuộc sống đang có khá nhiều thăng trầm những bế tắc những bí bách à, cho nên các bạn cảm thấy hơi bị tổn um, thương các bạn cảm thấy uh, hơi chán nản và không mất đi niềm tin à. bạn đang ở trong cái trạng thái của sự chuyển đổi ừ. thay đổi bản thân của mình cho nên là cũng phải trải qua giai đoạn bóng tối để ánh sáng trong bạn nó được gọi là bật lại ha. các bạn đang được ơn chơi mang đến cho bạn cái ngọn lửa của sự biến đổi ha hãy cởi mở để có thể gọi là thay đổi cuộc sống của mình ừ. Những gì mà đã từng buồn tẻ và tan vỡ trong cuộc sống của bạn nó sẽ được uống nắng định hình lại và tạo ra một lần nữa thành một cái thứ gì đó mới mẻ và tuyệt vời hơn. Ừ. Có thể hiện tại cuộc sống của bạn đang có những cái vết nứt, những cái sự gọi là à, cong vên hoặc là những cái sự xỉn màu. Nhưng ở đây thì à, cái ngọn lửa biến đổi đang giúp cho các bạn có thể biến những cái cũ thành những cái mới tốt đẹp hơn. À. Nếu như mà bạn đã sẵn sàng, thì ơn trên sẽ chỉ hướng dẫn cho bạn những cách thay đổi tốt hơn mặc dù có thể là đây là một cái quá trình không có dễ dàng ừ. các bạn đang được mang đến cái ngọn lửa của sự rèn luyện ha. và bạn cần phải thực hiện cái công việc này và luôn hãy giữ cho mình một cái tầm nhìn về một cái tương lai tươi sáng mới của bạn khi mà bạn bơm cái ống thổi và có cái hành trình gọi là um, chui rèn ở đây Một số bạn ở đây có thể năng là các bạn đã có những lúc bạn muốn rút lui bởi vì có thể là cái tiến độ trong cuộc sống của bạn nó quá chậm. Nhưng mà bạn đang được gọi là cái thiên thần động viên cho các bạn, các ngài luôn ở đó để có thể nâng đỡ hỗ trợ các bạn. Khi mà sự biến đổi của bạn nó thành hình, thì từng chút một bạn hãy ném vào lửa những gì không còn phục vụ bạn nữa. Bạn có thể buông bỏ những con đường cũ, những cái bế tắc, những buồn tẻ hoặc là những cái hỏng hóc. À, và bạn có thể định hình lại bản thân Và làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn Bất cứ khi nào mà bạn chọn Và cái cánh cửa lò rèn biến hình Nó luôn rộng mở cho các bạn nha Áp lực nó sẽ tạo nên kim cương Cho nên là nhờ có áp lực trong cuộc sống Mà bạn sẽ trở thành một cái viên kim cương quý giá ha. Các bạn đang được gọi là trên tiếp thêm cái dũng khí cho các bạn Để bạn có thể giữ cho mình được an toàn Khi bạn bắt đầu dấn thân vào những cái À, sự gọi là sâu sắc bên trong mình đây là thời điểm các bạn có sự mạnh mẽ và không né tránh thử thách hay để sức mạnh của à, thiên thần dẫn đường cho các bạn lúc này đây là thời điểm mà các bạn sẽ có sự gọi là khám phá những gì à, còn à, sót lại những cái tài năng thiên bẩm gì đâu các bạn à, và lo nó ra ngoài ánh sáng và phát triển nó một cách triệt để nhất ừ. các bạn luôn được ơn à, trên đồng hành với các bạn trên hành trình của mình Đây là thời điểm mà các bạn có khả năng có một số bạn đã trải qua những giai đoạn của cái sự tội lỗi, cảm thấy hối tiếc, cảm thấy tổn thương về những cái lỗi lầm mình gây ra hoặc cảm thấy buồn bã về những gì mà người khác gây tổn thương các bạn. Thì mọi thứ sẽ được chuyển hóa bằng lòng trắc ẩn và sự tha thứ. À. Các bạn đang được huấn luyện ha để bạn có thể gọi là đứng dậy một cách kiêu hãnh, cao lớn và tự tin, làm chủ mọi cái khía cạnh trong cuộc sống của mình và không xấu hổ hay là sợ hãi bất cứ điều gì cả. Ừ. và một cái tương lai tươi sáng ha à, tươi đẹp đang chào đón các bạn à, mặc dù có thể hiện tại bạn cảm thấy mọi thứ bế tắc à, nhưng mà một cái à, sự gọi là tốt đẹp đang được mở ra cho các bạn đó hãy luôn giữ vững cái lòng can đảm của bạn vì cái lòng can đảm của bạn sẽ giúp cho bạn nhận được cái phần thưởng ha, từ thần thánh trong bóng tối thì bạn sẽ sớm nhận được một ánh sáng xa xăm à, nó sẽ sáng hơn bao giờ hết À, bởi vì ơn trên có một sự gọi là trao cho bạn cái ngọn đèn à, Để bạn có thể tiến về phía trước và các ngài có sự dẫn đường cho các bạn ừ. Và ngoài ra khi mà bạn có thể gọi là rời khỏi bóng tối à, Thì rời khỏi đêm đen thì những cái tia nắng bình minh Sẽ xua tan những sự nghi ngờ và sợ hãi đen tối các bạn Và thế giới của bạn nó sẽ bắt đầu sáng sủa hơn Và con đường phía trước nó sẽ trở nên rõ ràng hơn à, Và cảm giác kỳ diệu sẽ nâng cao các giác quan các bạn và bạn có khả năng nhìn nghe và cảm nhận cái vẻ đẹp của thế giới xung quanh mình với lòng kính phục và lòng biết ơn mới mẻ các bạn đang được đánh thức trong cái giai đoạn ngủ say và mở rộng trái tim của bạn để đón nhận niềm vui mỗi ngày bạn đang được soi sáng để bạn có thể cảm nhận được tương lai tươi sáng của mình và bạn đang được ân trên trong chừng các bạn bảo vệ các bạn và cái ngọn lửa của ngày luôn tỏa sáng vì các bạn và thế giới của bạn được chiếu sáng và có sự chữa lành tuyệt vời trong cái thế giới tỉnh thức này ha hãy uh, có một cái sự gọi là cảm nhận ánh sáng chữa lành của uh, thiên thần vũ trụ của đấng bảo Hồ thiên liên tràn ngập trong bạn và xua đi những cái tiêu cực và khó chịu và bạn hãy để ánh sáng bên trong của bạn tỏa sáng rực rỡ để có thể đáp lại uh, cái ánh sáng mà thiên liên của thần thánh ha các bạn đang được ơn trên soi sáng dẫn dắt các bạn đến một tương lai tươi sáng hơn À. Và bạn được khuyến khích hãy có sự chấp nhận ha, chấp nhận cái quy luật của cuộc sống. À. mọi thứ nó luôn có sự gọi là luân chuyển và thay đổi. À. Và luôn có những cái sự chết đi để có sự đón nhận cái sự tái sinh. Thì ở đây mình thấy là có khả năng một số bạn đã từng trải qua những mất mát. Mất mát người thân yêu, mất mát niềm hy vọng à, hoặc là ước mơ của bạn không thành hiện thực hoặc là mất mát về hạnh phúc tình yêu bất cứ điều gì nó đã mang lại cho bạn cảm giác này thì bạn đang có cơ hội để bạn tìm thấy được cái sự thỏa mãn hơn à, trong cái bóng tối sâu thẳm trong cuộc sống của bạn một cái ngọn nến nhỏ có thể sáng như mặt trời à, được gọi là chiếu rọi và bánh xe số phận đang bắt đầu quay rồi à, hãy dành thời gian để bạn ngồi lại với sự khôn ngoan của mình hãy chấp nhận những khoảnh khắc như nó đang diễn ra hãy hít thở đồng thời có sự gọi là nâng cao suy nghĩ của bạn cảm xúc của bạn cuộc sống của bạn nó giống như là những cái bong bóng vậy đó à, và đôi khi có những bong bóng nó còn phải có sự gọi là bể à, nổ để đón chào những bong bóng mới à, được thay thế kiểu vậy và có thể nó giống như là vào mùa à, mùa đông những cái chiếc lá nó sẽ bị rụng để bắt đầu nó có sự gọi là đâm chồi nảy lọc vào mùa xuân thì cuộc sống của bạn cũng như vậy có những lúc mình làm ăn được có lúc mình làm ăn nó hơi bị gọi là thăng trầm một chút thì đôi khi cuộc sống nó có sẽ có lúc thăng lúc trầm cho nên các bạn cũng đừng quá gọi là kiểm soát và đau buồn ừ, hãy thích nghi với cái điều này và hãy có sự chấp nhận khi mà mình bắt đầu có sự chấp nhận tình huống hoàn cảnh rồi thì tâm mình vững vàng và cơ hội lại đến từ sâu thẳm cái sự chấp nhận của các bạn thì những giấc mơ mới những hy vọng và hạnh phúc sẽ lại được sinh ra thôi à, các bạn đang được ban trao cho cái món quà tái sinh ha một số bạn ở đây mình thấy các bạn sẽ được mang đến cái sự kết nối, à, bạn có khả năng là kết nối với những người cùng chí hướng hoặc là những cái người sẽ mang đến cho bạn những cái tinh thần tích cực hơn, tốt đẹp hơn, à, kết nối được những cái người gọi là à, mang đến cho bạn cái niềm hy vọng hoặc là truyền cảm hứng hoặc là thậm chí có một số bạn các bạn sẽ có một cái sự kết nối liên quan đến tình cảm, à, một cái người tốt hơn sẽ đến thay thế cho những cái người không phù hợp nữa à, và cuộc sống của bạn nó lại có sự rộn ràng với những tiếng cười niềm vui trở lại À. Ừ. bạn sẽ thu hút nhiều hơn những người tốt đẹp, những người em đem đến cho bạn cái niềm hạnh phúc, sự tự tin, sự gọi là truyền động lực cho các bạn ừ. sẽ có sự gọi là ồ ạt tiến vào cuộc sống của các bạn thay vì những cái người tiêu cực họ sẽ có sự rời bỏ, rời bỏ khỏi cuộc sống của các bạn à ở đây mình thấy có thể là bạn sẽ buông bỏ được ha những gì không còn phù hợp với bạn nữa hoặc là có khả năng là những cái điều tâm tối khắc nghiệt tổn thương trong cuộc sống của bạn nó sẽ rời đi ừ. các bạn được khuyến khích hãy letting go ha buông bỏ nó ừ. để cho nó gọi là trôi khỏi cuộc sống của mình những cái cũ phải đi thì mấy cái mới nó mới đến được ha cho nên là các bạn đã đến lúc làm mới hoàn toàn mọi thứ trong cuộc sống của bạn rồi ừ. cho nên đừng có quyến luyến những cái điều xưa cũ những cái gì mà khiến cho bạn cảm thấy có những cái nỗi buồn À, hãy có sự sẵn sàng đón nhận những cái mới à, đến với mình hãy à, buông bỏ những cảm xúc tiêu cực nó lấn át các bạn khi mà bạn có sự xuôi theo dòng và để cho ân trên dẫn dắt các bạn thì bạn sẽ được an toàn trong vòng tay yêu thương của các ngài à, đây là thời điểm mà sẽ giải phóng được ha, những cái khối năng lượng nặng nề trong tinh thần của các bạn để đón nhận cái ánh sáng niềm vui và những cái sự gọi là thú vị ha. tiến vào hãy dành thời gian để bạn có thể đón nhận những sự hướng dẫn từ thần thánh nha các bạn đang được nâng cao cái trực giác hoặc là cái sự kết nối với thần thánh một cách mạnh mẽ trong thời điểm này ừ. đã đến lúc các bạn sẽ có khả năng mở rộng tầm mắt hoặc là mở cái tấm màn che mắt các bạn trong khoảng thời gian qua à. một cái tầm nhìn mới mẻ mạnh mẽ hơn sẽ đến ha hãy tận hưởng cái sự kỳ diệu của thế giới tự nhiên này và bạn sẽ cảm nhận được cái sự rung động của nó cũng như nâng cao được cái tần số các bạn. Các bạn đang được uh, ơn trên gửi cho bạn những cái tin nhắn những thông điệp chia sẻ cái niềm vui của các ngài. À. Ngoài ra hãy biết lắng nghe quan sát. Ừ. Bởi vì uh, các ngài có sự gọi là khao khát cái tình yêu và sự quan tâm của các bạn để có thể um, kết nối với bạn mạnh mẽ hơn, giúp cho bạn có cái nhìn thấu suốt hơn vào cuộc sống. Và không để bản thân của bạn trở nên gọi là tiêu cực hoặc buồn bã nữa à. Và những gì trải qua trong cuộc sống của bạn Nó giúp cho bạn có một cái tầm nhìn à, thông thái sáng suốt À, nhìn sâu nhìn rõ hơn về cuộc sống này về nhân sinh thế thái này từ đó một số bạn các bạn có sự nâng cao cái tinh thần của bạn bạn học hỏi họ, bạn phát triển nhiều hơn ha. bạn gọi là thông suốt hơn và trí tuệ hơn từ đó một số bạn có thể bạn sẽ dùng những cái kinh nghiệm mà mình đã trải qua để có thể lan tỏa chia sẻ cho những người khác khi mà bạn đã vượt qua được rồi à. bạn là người có thể gọi là uh, chữa lành hoàn toàn cuộc sống của mình thông qua những cái suy nghĩ những cái uh, sự gọi là thực tế của các bạn, ha. những cái sự gọi là um, sâu sắc của các bạn. Phúc báo nào đang réo tên các bạn tụ hai? Wow, một mái ấm gia đình hạnh phúc hoặc là một ngôi nhà xinh đẹp, xinh tươi hoặc là một cuộc hôn nhân hạnh phúc đang gọi là chào đón các bạn. Ha. Một cái viễn cảnh vô cùng tốt đẹp đang được mở ra với các bạn nè. Cho nên là vì các bạn bây giờ là hãy có sự đón nhận thôi đón nhận và luôn hướng tới sự tích cực nhất thôi à, hướng tới cái một cái tương lai tươi sáng chào đón các bạn thôi còn những gì tiêu cực quá thì bạn hãy có sự gọi là buông bỏ nó hãy giải phóng bản thân của mình hãy sẽ có được sự tự do ha. và bớt lo nghĩ là cái điều sẽ khiến cho bạn cảm thấy tự do hơn thanh thản hơn Một ừ. số bạn là cái suy nghĩ của bạn nó khiến nó khiến cho bạn gọi là ngăn cản những cái phước lành này đến với các bạn những phúc báo này đến với các bạn đây là thời điểm các bạn cần phải giải thoát bản thân của mình ra khỏi những điều xưa cũ hoặc là những con người cũ hoặc là những cái tình yêu cũ nào đó bạn cảm thấy trăn trở buồn bã bạn đã làm hết sức mình rồi nhưng mà bạn không níu kéo không giữ được thì đến lúc các bạn buông rồi đó ừ. bởi vì như mình nói cái cũ phải đi cái mới nó mới tới được ha cho nên các bạn có quyền lựa chọn ha à, giống như bạn có tiền bạn mua cái gì đó mà người ta không chịu bán bạn có quyền buông bạn có tiền thì bạn có thể mua thể mua những cái món khác hoặc là mua một cửa hàng khác bạn không cần thiết về cái cửa hàng đó Khi mà đã nhận cái sự từ chối rồi ha Kiểu vậy Các bạn có rất là nhiều sự lựa chọn Ơn trên muốn nói với bạn rằng bạn đủ tốt ha Và bạn nên phát triển, khai triển khả năng của mình Một số bạn ở đây mình thấy các bạn có được rất là nhiều những phúc báo luôn đó ừ. Các bạn sẽ có được cái cuộc sống mà bạn mong muốn Có được cái sự đủ đầy dư giả Có được cái người bạn yêu thương có được cái khả năng tinh khôn nhảy bén sự khôn ngoan sự trí tuệ sự sáng tạo có được một cái ngôi nhà có được một cái nền tảng vững chắc hoặc là một cái sự nghiệp kiên cố hoặc có được cái vòng nguyệt quế sự chiến thắng sự thành công hoặc là có được cái cái điều bạn mong muốn một số bạn nữ ở đây <laughs> khá là nhiều ha là tình yêu kết hôn ha như cái mong đợi các bạn phúc báo đang được chào đón đang kêu gọi các bạn rồi cho nên là hiện tại bạn đang bế tắc bạn đang bí bách bạn đang buồn bã bạn không có còn tin tưởng thì hãy giật dậy tinh thần của mình mình không được đã chào đón ở một cái lĩnh vực nào thì mình có quyền say bay với nó và mình bắt đầu một cái lĩnh vực khác à mình có quyền thay đổi cái hướng đi chứ không có nghĩa là bạn cứ phải chôn vùi bản thân theo một cái hướng nào đó mà nó ngừng phát triển thì mình phải linh hoạt bắt đầu một cái mới à vậy thì những cái mới sẽ sinh sôi nảy nở và cái cái mà không phát triển nó từ từ nó sẽ được nới ra nó sẽ phát triển trở lại kiểu vậy À, một số bạn ở đây thì mình thấy khả năng là các bạn sẽ đón nhận rất là nhiều những cái ánh sáng vui vẻ hoặc ơn trên có một cái sự chúc mừng cho những cái thành tựu sắp tới của các bạn hoặc là những cái niềm vui sự rộn ràng hoặc là con người mới của bạn nó được tái sinh à, bạn được tha thứ ừ. hãy tha thứ cho chính mình về những gì đã trải qua và thay đổi tốt hơn rút kinh nghiệm hoàn toàn không có lặp lại cái vấn đề cũ nữa một cái sự phán xét nhưng mà nó nghiêng về các bạn ha kiểu như là các bạn sẽ đạt được cái hạnh phúc trọn vẹn về những gì mà mình mình khó khăn mình buồn bã mình bị người khác đối xử không tốt hay gì đó thì mọi thứ nó được gọi là lặp lại một cái kỷ nguyên mới hoặc là một cái tương lai mới mà nó nghiêng về cái sự thuận lợi cho các bạn À, một số bạn sẽ có khả năng sẽ đón nhận những cái tin tức những thông báo những sự công nhận những cái sự đón nhận những cái tin mừng đối với các bạn hoặc thậm chí một số bạn sẽ tiến đến có được một cái tình yêu mới khi mà bạn đã thức tỉnh hoàn toàn rồi ha. nhưng hãy có sự chọn lựa phù hợp đúng tiêu chuẩn của mình đây là thời điểm mà bạn nhìn nhận là bản thân của mình đã trải qua những cái nghiệt ngã gì đó trong quá khứ rút kinh nghiệm được rồi ha. Tiêu chuẩn của mình là gì và mình có một cái sự khi mà không đáp ứng được tiêu chuẩn của tôi là tôi gạt một cái liền chứ không có cái vụ gọi là cứ lơ cứ có một sự quyến luyến dây dưa mất thời gian. Hãy nâng cao giá trị của mình và chỉ tương tác kết nối với những gì thực sự phù hợp với giá trị của mình thôi. Còn những cái thứ khác không phù hợp thì hãy buông bỏ, let it go ha. Tình yêu sẽ đến, à, tình cảm sẽ đến hoặc là sự hạnh phúc, sự thành công sẽ đến, một cái sự gọi là từ uh, uh, con chim phượng hoàng lửa bay lên từ đóng cho tàn là các bạn tụ hai này uh, một cái kết quả hạnh phúc viên mạng sẽ đến với các bạn hoặc có một số bạn sẽ mua được nhà mới uh, hoặc là có được cái cuộc hạnh phúc cuộc uh, hôn nhân hạnh phúc thành công mặc dù có thể hiện tại rất là lận đận nha <laughs> nhưng mà các bạn sắp có được cái uh, điều tốt đẹp bởi vì các bạn là những người yêu chân thành uh, hay gặp tổn thương ha. đôi khi mình có khả năng cũng có những lỗi lầm nhưng mà bạn biết khắc phục lỗi lầm bạn đã làm hết sức mình nhưng mà bạn không có được cái điều bạn mong muốn nhưng mà đừng có gì thế mà mất đi cái niềm tin tưởng vào cuộc sống một cái phúc báo tốt đẹp nhưng mà những cái điều này mình thấy là nó sẽ diễn ra ha, diễn ra một cách rất là mạnh mẽ trong cuộc sống của bạn vì của bạn phải có đức tin phúc cho ai không thấy mà tin hãy tin tưởng mình sẽ được như vậy và mọi thứ sẽ đến với bạn một cách hoàn hảo và kỳ diệu nhất uhm. Một số bạn sẽ có vóc dáng mới, đẹp hơn ha Hoặc là à, một cái nguồn năng lượng mới, trào dân à, Có sự gọi là nâng cao cái khí chất, sự mạnh mẽ, sự can đảm, sự kiên cường, sự thành công, sự thắng lợi à, Một số bạn có khả năng là các bạn sẽ bước vào cái giai đoạn, bước vào cái sứ mệnh của mình Thực hiện cái, cái công việc tốt đẹp của bạn Hoặc là nâng cao giá trị của mình Hoặc là phát triển được những cái ý tưởng độc đáo của mình để có thể uh, lan tỏa đến người khác mình truyền cảm hứng cho người khác ha có một số bạn các bạn đã lan tỏa rất là điều nhiều nhiều điều giá trị cho cuộc sống ha ừ. thì à, bạn sẽ nhận được những cái phần thưởng xứng đáng vũ trụ ban cho các bạn nhận được gấp 7 lần những gì bạn mong đợi ha Mình thấy là như vậy ừ. có một số bạn các bạn đã tỉnh thức rồi bạn đã kéo được rất là nhiều người tỉnh thức theo ha cho nên là à, bạn đang gặp trải đang trải qua những tổn thương những đau đớn và bạn cảm thấy rất là buồn tuổi cảm thấy một mình mình thấy cô độc nhưng không sao, ơn trên luôn có sự dõi theo bao bọc và hỗ trợ các bạn. Ừ, một cái điều gì đó to lớn đang được gọi là mang đến cho các bạn rồi, cho nên hãy luôn tích cực lạc quan, hướng tới cái hướng tới cái điều tốt đẹp nhất và gia đình của bạn được an toàn, mọi thứ trong cuộc sống của bạn, sự nghiệp của bạn, tương lai của bạn sẽ được an toàn, vững chắc và kiên cố như thế này. Ừ. Cho nên đừng lo lắng, việc lo lắng nó khiến cho bạn ở trong cái trạng thái gọi là cùng cực, không có thực hiện, không có làm được bất cứ điều gì cả buông bỏ lo lắng ừ. bắt đầu ha thực hiện những gì mình có thể làm được còn những gì mà gọi là bế tắc rồi thì cho nó gọi là lặng im luôn ừ. tập trung vào những cái mới thì sẽ tốt hơn tập trung vào những lựa chọn mới ừ. người yêu mới <laughs> thành công mới tương lai mới cuộc sống mới các bạn ở đây là mình thấy là mới tích tinh tích tình tịch đó ha kiểu vậy ừ. rồi mình xin kết thúc các bạn tụ Hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem qua phúc báo nào đang réo tên các bạn. Và đây những trao bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những người có kiến thức Ha, có sự thông tuệ có sự sâu sắc là những người biết rút kinh nghiệm ha, trong cuộc sống của mình các bạn cũng có khả năng học được rất là nhiều bài học trong cuộc sống rồi Và ở đây mình thấy một số bạn các bạn là những người luôn mang đến những sự năng lượng tích cực lạc quan yêu đời vui tươi ha, cho mọi người xung quanh một số bạn ở đây là một bậc thầy nha một cái người uh, mang trong mình một cái phẩm uh, chất của một linh hồn cổ <laughs> đã trải nghiệm rất là nhiều kiếp sóc hoặc là nhiều bài học trong cuộc sống và các bạn đã tìm ra được cái ngọn lửa tinh thần và tìm ra được cái ánh sáng cuộc sống của mình và các bạn đang được ơn trên dịu dắt cho các bạn tìm ra được cái đứng hướng đi ha dành cho các bạn đó một số bạn ở đây đang tìm cách để có thể giàu hơn <laughs> tìm cách để có một cuộc sống an toàn ổn định hơn các bạn đang lo lắng về vấn đề vật chất tiền tài trong thời điểm này hoặc là các bạn là những người rất là giỏi nhưng mà các bạn lại có sự kìm nén kìm hãm bản thân thì đây là cái thời điểm mà các bạn sẽ có sự gọi là bung ra chứ không có kìm được nữa à, bởi vì bạn được kêu gọi hãy thực hiện những điều mà bạn được mách bảo, hãy lan tỏa, hãy chia sẻ, hãy hướng dẫn, giúp đỡ cho những người khác à, tìm ra được ánh sáng của họ. Ừ. hoặc là một số bạn các bạn làm trong lĩnh vực giảng dạy hãy có một sự nâng cấp kiến thức nhiều hơn để có thể chia sẻ nhiều hơn để giúp cho những thế hệ trẻ ngày càng có sự tinh tấn thông tuệ và thành công phát triển, à, để giữ cho thế giới này cuộc sống tươi đẹp có giá trị. À ở đây mình thấy có thể là các bạn cũng được khuyến khích trong thời điểm này là các bạn còn phải nâng cao kiến thức tri thức còn đừng có vội vàng được hấp tấp trong việc đầu tư ha, mạo hiểm ha à, mình thấy các bạn càng đầu tư về kiến thức sự hiểu biết ha, sự thông thái của mình thì bạn sẽ có sự tỷ lệ thuận với cái nguồn tiền đến với các bạn đó cho nên là à, việc của các bạn đừng có quá tập trung vào vấn đề gọi là chạy theo đồng tiền mà hãy tập trung vào cái việc gọi là phát triển mặt tinh thần ừ phát triển về kiến thức trước ha hoặc là tìm hiểu cho mình hoặc là nâng cấp cái sự hiểu biết của mình thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn à, nó sẽ mở rộng cái nguồn dồi dào Đến với các bạn nhiều hơn yeah. một số bạn ở đây thì mình thấy có thể là các bạn cũng nên uh, xin lời khuyên ừ. có thể các bạn là uh, có những cái điều gì đó muốn làm hoặc muốn thực hiện nhưng mà bạn chưa bước biết đi như thế nào các bạn có sự đi uh, đi đại À, các bạn cũng không có tin tưởng vào những cái sự chỉ dẫn thì đây là thời điểm các bạn cần phải biết tiếp thu những kiến thức những kinh nghiệm mà người khác truyền tải học hỏi và ghi nhớ thì nó sẽ giúp cho bạn có thể thành công sớm hơn còn các bạn đi một mình thì rất là dễ bị lạc đường ha thậm chí khả năng mình uh, có những cái hành động sai lầm nữa cho nên là các bạn được khuyến khích là hãy có sự học hỏi nâng cao uh, kết nối thì sẽ tốt hơn cho các bạn và đây là thời điểm các bạn sẽ kết nối được rất là nhiều người có chí hướng những người tích cực, những người tốt đẹp ha, họ sẽ mang đến cho bạn những giá trị hoặc là truyền cảm hứng hoặc là nâng cấp cái tinh thần tư duy các bạn. Ừ. Để bạn bước vào cái không gian là chính mình ha, phát triển được cái con người nguyên thủy của mình ha, ừ. thì thành công nó sẽ đến với các bạn và tiền bạn nó cũng sẽ có sự chạy đuổi hay các bạn. Phúc báo nào đang réo tên các bạn tụ 3. <laughs> Đây có một số bạn chọn luôn hai tụ 2 và 3, cho nên là bạn chọn tụ nào thì cuộc sống của bạn nó cũng thu hút được cái phúc báo như vậy thôi do năng lượng của bạn nó có sự trùng khớp mà ở đây có nhiều bạn là bạn đang cảm thấy bế tắc cảm thấy khó chịu buồn bã trong cuộc sống của mình nhưng không sao hãy chấp nhận hãy chấp nhận những gì đã xảy ra đã diễn ra chấp nhận cái tình huống đến với mình đừng để bản thân của mình quá gọi là bị áp lực về những tình huống đó Ai cũng phải trải qua giai đoạn này hết. Không có duyên gì bạn đâu. Một số bạn các bạn đang bị mất đi dần cái niềm tin, tin tưởng vào một cái tương lai tươi sáng. Nhưng mà ở đây một cái sự nhấn mạnh dành cho các bạn rằng tương lai tươi sáng đang chào đón các bạn. À. Giờ đây các bạn sẽ xa rời cái đêm tối cuộc sống của mình và các bạn bước vào cái giai đoạn ánh bình minh. À, tương lai tươi sáng đang gọi là chào đón các bạn à ở đây thì mình thấy là có thể là con đường phía trước của bạn nó không rõ ràng nhưng ơn trên đang hướng dẫn để bạn có thể gọi là, là bước vào cái không gian phát triển cuộc sống của mình hãy luôn giữ lòng can đảm bởi vì nó sẽ giúp cho bạn có được cái phần thưởng xứng đáng à, sẽ có được cái ánh sáng chỉ đường hoặc là có được cái à, sự hướng dẫn giống như một cái đèn lồng à, để dẫn đường cho các bạn các bạn sẽ có được những ánh bình minh xua tay những sự nghi ngờ và những cái sợ hãi đen tối của mình những cảm giác kỳ diệu những cảm giác của sự gọi là vui vẻ rạng ngời những cái sự sáng sủa hơn trên con đường của bạn nó sẽ trở nên rõ ràng hơn và bạn sẽ cảm nhận được cái vẻ đẹp của thế giới xung quanh các bạn với lòng kính phục và lòng biết ơn mới mẻ bạn được khuyến khích hãy có một cái sự gọi là tỉnh thức ha à, đây là thời điểm mà các bạn không có nên ngủ đông nữa mà các bạn có một cái sự gọi là đón nhận niềm vui mỗi ngày mở rộng trái tim của mình cuộc sống của bạn đang được soi sáng bạn cảm nhận được cái tương lai tươi sáng của bạn các bạn đang được ân trên gọi là bảo vệ trong rừng các bạn và thế giới của bạn đang được chiếu sáng và có sự chữa lành tuyệt vời trong cái thế giới thức tỉnh này các bạn được thắp lên một cái ngọn lửa và có được cái ánh sáng chữa lành tràn ngập trong bạn và xua đi những cái tiêu cực những cái khó chịu À, các bạn cũng được kêu gọi hay để ánh sáng bên trong của bạn tỏa sáng rực rỡ ha để đáp lại cái lời kêu gọi ừ, các bạn đang được dẫn đến một cái tương lai tươi sáng rạng ngời ở đây một số bạn các bạn đã có những lỗi lầm gì đó ha thì bạn sẽ được tha thứ nè hoặc là một số bạn các bạn được khuyến khích hãy thể hiện cái lòng tha thứ ha sự lòng bao dung sự trắc ẩn các bạn đối với những tình huống mà bạn cảm thấy khó chịu khắc nghiệt um, nghĩ là mình không thể tha thứ nhưng mà hãy tha thứ ha chính sự tha thứ này sẽ là cái chìa khóa mở ra những cái sự tâm tối của bạn nó sẽ có sự gọi là rời đi khỏi cuộc sống của các bạn ừ. giúp cho bạn có thể thu hút sự dồi dào sự thịnh vượng sự may mắn nhiều hơn hãy tha thứ cho chính mình nữa ha đôi lúc một số bạn các bạn đã phạm sai lầm gì đó đi sai đường hoặc đưa ra những cái quyết định những cái lời nói không tốt ừ. bạn có sự dằn vặt ha ờ, bản thân của mình một trong một khoảng thời gian nhưng mà bạn đang nhận được sự tha thứ từ ơn trên Yeah. hoặc là từ chính mình hãy tha thứ chính mình và bắt đầu uh, vực dậy bản thân để làm mới bản thân của mình và không có đi vào cái vết xe đổ như thế nữa um. các bạn sẽ có được cái sự gọi là chữa lành có được cái sự lòng chất ẩn uh, và bạn được ơn trên dẫn đường cho bạn tiến về phía trước um, và đón nhận cái sự nhẹ nhàng với bản thân và người khác và hãy buông bỏ tất cả những gì cản trở các bạn. Các bạn đang được khuyến khích hãy rời khỏi con đường cũ ha, à, những suy nghĩ tiêu cực, những sự nghi ngờ bản thân, những sự đổ lỗi. Hãy đối xử bản thân và những người khác bằng lòng tốt, bằng sự tha thứ, bằng sự gọi là bao dung, rộng lượng. Đây là thời điểm các bạn sẽ khám phá được rất là nhiều điều, khám phá được bản thân của mình hoặc là khám phá được những cái sự gọi là sâu thẳm bên trong bạn mà bạn đã lãng quên hoặc là những cái tài năng, những kỹ năng, phẩm chất mà bạn đã che giấu và bây giờ nó có sự gọi là được khai thác hết ha. Hãy kiên trì với cái sức mạnh và sự quyết tâm để bạn có thể gọi là tiến bước trên cái cuộc sống mới của mình. Một số bạn ở đây sẽ có những cái thông điệp, những cái hướng dẫn gì đó để giúp cho bạn có thể có được một cái sự rõ ràng trong việc đưa ra những quyết định hoặc có những cái thông tin những cái uh, điều gì đó bí ẩn sẽ được bộc lộ ha đây là thời điểm các bạn nên có một cái hành trình khám phá bản thân của mình Nào. để bạn có thể soi sáng những vùng bóng tối bên trong các bạn mang lại những cái sự chữa lành cho những vết thương cũ và kết nối với nội tâm của các bạn Và hãy dành thời gian để mình có thể học hỏi những câu chuyện, những kiến thức hoặc là những uh, cuộc đời mà người khác đã trải qua mà người ta có sự chia sẻ lại Hoặc là những cái hành trình thành công nào đó của những người đã đạt đến cái đỉnh cao ha, Để mình có thể học hỏi phát triển, à, được, uh, được hiểu nhiều hơn ha, về hành trình của họ Từ đó mình có thể ứng dụng trong cái hành trình của mình uhm bạn được khuyến khích hãy có một cái sự gọi là tập thể dục ha hoặc là dành thời gian để mình có thể uyển chuyển linh hoạt cơ thể của bạn ừ. bởi vì nó giúp cho bạn có thể kết nối với năng lượng sáng tạo các bạn à, tạo năng tạo sự năng động và cái sự khao khát thể hiện bản thân à, gia tăng cái sức mạnh vô hạn bên trong các bạn đó ừ. và ngoài ra thì khi mà bạn có được cái sự gọi là phát triển bản thân như vậy các bạn sẽ có sự nâng cao tần số À, giúp cho bạn có thể thu hút nhiều hơn ha, những cái phước lành đến với cuộc sống của mình hoặc là những cái điều tốt đẹp hơn sẽ đến với mình ừ. và hãy biết chấp nhận hoàn cảnh tình huống hiện tại cuộc sống của các bạn ha. chấp nhận là cái điều khiến cho bạn cảm thấy bình thản và yên ổn hơn trong tâm trí hơn là các bạn có sự cảm thấy khắc nghiệt cảm thấy gọi là muốn chống đối cuộc sống kia vậy ừ. cuộc sống nó luôn có quy luật của sự biến đổi à của sự gọi là chết đi và sống lại ha à, cái chết và sự tái sinh đó cho nên là cuộc sống của bạn nó cũng đang ở trong cái trạng thái này ừ. có thể một số bạn đã trải qua những mất mát hy vọng tình yêu ước mơ vân vân các bạn cảm thấy rất là khó có thể gọi là vượt qua hoặc là bạn cảm thấy mất đi cái niềm tin trong cuộc sống tuy nhiên thì à, sẽ luôn có những cái điều mới mẻ được trỗi dậy từ những cái sự gọi là um, kết thúc trong cuộc sống của mình hãy chấp nhận những khoảnh khắc này như nó đang diễn ra và hãy có những suy nghĩ tư duy theo cái cách mới mẻ hơn và thời điểm này cuộc sống của bạn sẽ có khả năng gọi là tiến đến những giấc mơ mới hy vọng và hạnh phúc sẽ được sinh ra trong cuộc sống của bạn một lần nữa khi mà bạn biết chấp nhận và hãy tin tưởng đi hãy có lòng tin mọi thứ đều có thời gian đặc biệt của riêng nó không có mùa đông thì không thể nào có mùa xuân và hãy sống hòa hợp với thiên nhiên với cuộc sống này à, hãy thư giãn và biết rằng mọi thứ nó sẽ thay đổi tốt hơn à, khi mà trời lạnh và bầu trời xám xịt thì bạn hãy cảm ơn vì cái màu xám đó vì ừ. đôi khi nó giúp cho bạn có khả năng nhận thức được ừ um, thời điểm đó là thời điểm không tốt à, để mình có thể đi ra ngoài chẳng hạn nói chung nó cũng là một cái sự cảnh báo cho mình ha. Ừ, giúp cho mình có thể có sự gọi là khôn ngoan hơn khi mình thực hiện những cái hành động gì đó trong cuộc sống. Ừ. Ở đây các bạn được khuyến khích hãy có sự biết ơn những gì mà gọi là mang đến trong cuộc sống của các bạn. Ừ. À, một số bạn là có thể là bạn đang cảm thấy mọi thứ đang không có ổn hoặc là không có như bạn mong đợi và đây là lúc bạn cần phải tin tưởng rằng mọi việc sẽ ổn đều ổn. À, hãy có sự tiến lên và mỉm cười hãy nhớ rằng bạn là một phần của khuôn mẫu to lớn do ơn trên tạo ra à. có lẽ cái kế hoạch của bạn nó sẽ không phù hợp với mẫu đó và bạn cần phải tô màu lại hoặc vẽ lại cái phần thiết kế của mình à, có điều gì đó mà nó không thành công thì mình có thể là làm lại thất bại thì làm lại chứ không có gì phải gọi là chán nản hay là mất hy vọng cả đừng tốn thời gian vào những cái nguồn năng lượng đó ừ, thất bại là mẹ thành công Kiểu vậy bạn sẽ biết khi nào mình làm đúng và cuộc sống của bạn sẽ cảm thấy thoải mái và mọi thứ sẽ trôi chảy hơn. À. Các bạn có được cái sự kết nối mạnh mẽ với trên nên bạn có thể nghe được cái giọng nói hướng dẫn rõ ràng từ các ngài và tin tưởng vào cái sự sáng tạo của ngài vào trong cuộc sống của các bạn. À. Một số bạn ở đây các bạn sẽ được nâng cao cái nguồn cảm hứng, sự sáng tạo, sự mạnh mẽ, sự phát triển, sự hứng khởi trở lại với những cái kế hoạch mới hoặc là những con đường mới dành cho bạn. đừng ép buộc mình phải đi một cái con đường nào đó không phù hợp nữa. À, đã đến lúc các bạn có sự uyển chuyển và linh hoạt rồi. À, Phúc báo nào đang đến với các bạn? ở đây mình thấy những cơ hội sẽ được mang đến như các bạn. À, hoặc là bạn đang muốn thực hiện đam mê gì đó, học hỏi cái gì đó mới thì bạn cứ thực hiện nó trong âm thầm lặng lẽ. mà đừng có tiết lộ với người khác trước, nói trước bữa hôm tới hoặc là những cái người khác, những cái trí, những cái gọi là niềm tin hạn hẹp của họ sẽ có khả năng gọi là Um, làm mờ cái ước mơ các bạn cho nên là mình muốn thì mình thực hiện mình hành động cho tới khi nó thành công mọi thứ tự khắc nó sẽ ồn ào ha một số bạn ở đây mình thấy hay là bạn sẽ manifest thành công ha, một cái tương lai gì đó mà bạn mong muốn hoặc là bạn sẽ manifest thành công một cái sự gọi là tỏa sáng rực rỡ trong chính mình hoặc là một số bạn manifest thành công một cuộc sống giàu có dưỡng chắc về mặt tiền tài tuy nhiên thì có thể là bạn sẽ phải làm việc rất là nhiều phải cố gắng rất là nhiều để có được một cái tương lai mà bạn mong đợi ừ, nhưng mà nó xứng đáng ha và bạn cũng nên cân bằng dành thời gian để nghỉ ngơi phục hồi năng lượng để sức khỏe mình tốt hơn ha có sức khỏe tốt bạn mới có khả năng gọi là chèo chống hoặc là lèo lái con thuyền định mệnh của các bạn ừ. ở đây những gì bạn muốn mà sẽ thu hút vào trong cuộc sống mình một cách gọi là mạnh mẽ nhất ừ. Cho nên là hãy tập trung, hãy lên kế hoạch, hãy vận dụng những khả năng sự sáng tạo của mình và thực hiện nó một cách bền bỉ và chắc chắn à, thì những cái những sự cố gắng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. À, một cái cuộc sống uh, nó kiên cố hơn hoặc là cái cái kiến thức của bạn nó sẽ dày dặn hơn hoặc là một số bạn sẽ có khả năng được người khác trọng vọng hơn, được công nhận hơn hoặc là cái nguồn tài chính của bạn nó sẽ được đảm bảo an toàn hơn. À. à, Ngoài ra ở đây mình thấy có thể là cuộc sống của bạn có những người nói xấu, phê bình, chỉ trích gì đó các bạn á thì Bạn đừng quan tâm đến họ à, Dành thời gian để việc tập luyện cho chính bản thân mình Đôi khi có khả năng cái việc mà bạn gọi là nhịn Hoặc là bạn không có đáp trả với những người như vậy Cũng chính là cái thời điểm mà các bạn đang ở trong cái trạng thái nâng cao cái sự tu tập của mình Đạt đến cái đỉnh giới, cái, cái, cái đỉnh, đỉnh, cái cảnh giới cao hơn Đó chính là sự im lặng và phớt lờ và tập trung vào việc của mình thôi còn những người khác à, họ sẽ gánh những cái bài học của riêng họ À, những cái người coi thường các bạn á, thì họ sẽ phải gọi là trải qua cái giai đoạn giống như các bạn ha họ chê các bạn thất bại họ chê các bạn không có thành công không có thành tựu họ coi thường các bạn nhưng mà họ sẽ phải gặp cái bài học y chang vậy cuộc sống họ sẽ rơi vào cái giai đoạn khó khăn giống như vậy để họ có thể thấm nhuần những gì mà họ đã gây ra các bạn. Nào mình thấy cuộc sống của bạn sự phúc báo bạn đang đến đó là sự thành công sự thắng lợi và sự chiến thắng hoặc bạn sẽ trở thành một cái tâm điểm được sự chú ý rất là nhiều bạn sẽ có được cái sức mạnh hoặc là quyền lực trong mắt mọi người và những cái người mà đã từng chê hoặc là coi thường các bạn họ sẽ rất là ganh tị với các bạn ừ. cho nên hãy cố gắng ha tạo nên cái kết quả như vậy cố gắng học tập phát triển nhiều hơn nâng cấp bản thân nhiều hơn để thấy được một cái viễn cảnh như vậy mình chắc chắn là bạn sẽ được như vậy ăn thua các bạn nha các bạn là cái người thực hiện và ơn trên sẽ hậu phụ sẽ trợ lực cho các bạn đôi khi có khả năng là mình muốn nhưng mà mình thực hiện nhưng mình không có gặp may mắn thì cũng khó thành công nhưng mà ở đây mình thấy các bạn có sự thiên thời địa lợi nhân hòa các bạn thành công để bạn gian dội để bạn có một cuộc sống no đủ đủ đầy để có thể đánh bật lại một cách khôn ngoan một cách ngọt ngào với những cái người từng gọi là phán xét hoặc là chỉ trích hoặc là coi thường các bạn các bạn sẽ nở nụ cười rất là tươi rất là trọn vẹn cảm thấy rất là hài lòng cảm thấy mãn nguyện bản thân của mình cảm thấy hạnh phúc với chính mình nhưng mà đừng có quá tự kiêu tự phụ rồi đâm ra gọi là uh, cao ngạo ha thì có khả năng là nâng ai nâng mình lên sẽ bị hại xuống ai hại mình xuống sao được nâng lên cho nên là hãy khiêm tốn hết sức có thể nhưng mà cũng cảm thấy hạnh phúc biết ơn bản thân của mình vì mình đã nỗ lực mới có được kết quả như vậy uh. Uh, thời điểm này là mình thấy cái bạn nào mà các bạn cứ phán xét chỉ trích phê bình hoặc là dành thời gian quá nhiều cho người khác hoặc là có sự sân si quá nhiều trong thời điểm này thì không tốt ừ, bởi vì có thể là à, mình sẽ phải ở trong cái hoàn cảnh giống như họ cho nên là tốt nhất thôi ha. tốt nhất mình nên hạ bớt những cái điều này giảm bớt những cái điều này giảm bớt sự tập trung vào người khác và những drama tiêu cực bên ngoài tập trung vào chính mình thì nó sẽ tốt hơn bởi vì khi bạn tập trung vào chính mình thì bạn sẽ nâng cao bản thân nhiều hơn bạn sẽ có nhiều ý tưởng nhiều sáng kiến hoặc là bạn sẽ có khả năng ngày càng phát triển thăng tiến nhiều hơn trong cái sự nghiệp của các bạn bạn tập trung vào cái gì thì nó sẽ phát triển nha bởi vì các bạn có lá the magician cho nên là suy nghĩ và suy nghĩ như thế nào thì nó sẽ được thu hút nhiều hơn ha, mạnh mẽ hơn cho nên mình phải khôn ngoan mình chỉ suy nghĩ đến những gì vì thực sự phù hợp hoặc là tốt đẹp hoặc là mình muốn tiền mình muốn kiến thức mình muốn sự thành công thì hãy suy nghĩ về những điều đó còn những người khác những điều khiến bạn cảm thấy khó chịu không quan trọng nữa và đánh bật họ ra khỏi cái suy nghĩ các bạn bằng cách tập trung vào những điều mình muốn hơn là những gì mình không muốn ha. Đấy là như vậy. Một số bạn các bạn đang hướng tới cái sự tu tập, hướng thiện, sống thiện lành ha, không có muốn gọi là bon chen với đời nữa thì nó rất là khó nhưng mà bạn sẽ làm được. Ừ. từ từ bạn sẽ gỡ được những cái gai góc bên trong mình để sống một cuộc sống thiện lành, thanh thản, bình yên, thoải mái, thông dong tự tại không có còn bị phiền nhiễu vây quanh quấn lấy các bạn nữa. Không có còn bị sa đà vào những cám dỗ những cạm bẫy về mặt tinh thần nữa. Mình thấy là như vậy. Và thời điểm này một số bạn là các bạn nên cẩn trọng với những cái người mời mọc ha kêu gọi làm ăn hợp tác gì đó kêu bỏ vốn ra là mình thấy các bạn hết sức cẩn thận tỉnh táo để tránh bị mất tiền hoặc là coi chừng bị người khác gọi là mượn tiền không trả nha. Thời điểm này như mình nói trước các bạn rồi, không nên đầu tư rủi ro hoặc là đừng quá tin người mà thời điểm này hãy đầu tư kiến thức đầu tư phát triển bản thân cá nhân các bạn thì bạn sẽ thành công à những bạn nào ở đây đã từng bị người khác lừa tiền lừa tình hoặc là coi thường hoặc là bất cứ điều gì mà bị người khác gọi là um, đâm lén sau lưng hay gì đó vân vân thì mình thấy cái 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 um, sự công bằng được trả lại cho các bạn ha có thể là họ sẽ không trả cho các bạn nhưng mà những cái phước đức của họ sẽ được đổ dồn cho cuộc sống các bạn bạn sẽ nắm bắt những cơ hội mới và bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn những gì mà họ nợ các bạn đó cho nên họ sẽ trả cho các bạn bằng cái phước đức của họ ha nó rất là quý nó quý hơn rất là nhiều cái món tiền mà bạn đã trao đi cho nên là bạn không có gì phải gọi là cảm thấy chán nản thất vọng tiêu cực cả và bạn nào không tin thì phúc cho ai không thấy mà tin mà bạn nào không tin thì cái viễn cảnh của bạn cũng như vậy thôi à nó sẽ không thay đổi ừ. thay vì mình không tin mình hãy tin hãy, mình hãy tin rằng mình sẽ có được cái sự trả lại cái sự đáng giá dành cho mình ừ. sự xứng đáng dành cho cuộc sống của mình à. và thời điểm này nuôi dưỡng quá nhiều những cảm xúc tiêu cực thì nó không tốt cho cái vận mệnh sự may mắn hoặc là cái sự thịnh dưỡng các bạn hãy buông bỏ bớt những sự tiêu cực này ha. Ừ. nắm lấy ánh sáng của mình và tập trung vào những cái sự bình thản bình yên hoặc là học tập nâng cấp ừ. Mình thấy là như vậy. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Xin chào các bạn.